Chào các em, chúng ta giải tiếp nick số 3 Quy Lâm Bích của khối 6 vòng 8 để tìm những câu khó ha. Cốc vàng tài 3. Bắt đầu. Số tự nhiên đồng thời chia hết cho cả 2, 3 và 5 thì đuôi phải là 0. Và tổng các chữ số phải chia cho 3, như vậy là số này. Vừa chia cho 2, vừa chia cho 5 thì đuôi sẽ bằng 0. Cái này thầy giải ở nick số 1 rồi các em. Nó có tất cả là 12 số, nếu thầy nhớ không lầm. Các phần tử đều là số nguyên tố. Thì đây, 13, 17, 19 và 23 đều là số nguyên tố. Một không thuộc A là sai. Một chỉnh in trong tập hợp luôn này. M là trung điểm. Nếu như M nằm giữa và cách đều, hai đầu là thẳng ha. Gặp lại mấy câu ở nick 1 không? Đoạn thẳng MN là hình gồm M với N với tất cả những điểm nằm giữa M và N. Đây. Đuôi phải bằng 0 rồi thì mới chia cho 2 và 5. 0 cộng 8 cộng 1 là 9 rồi. Như vậy A này là phải bằng 0 hoặc là bằng 9 thôi. Nhưng mà A đâu bằng 0 được, đứng đầu mà. Vậy A phải bằng 9 thôi. A bằng 9, B bằng 0. Đây. Bài này thầy đã giải ở nick số 1 các em nhé. Thầy đã giải ở nick số 1 rồi. Các em trở lại nick số 1 các em coi ha. A bằng B. A bằng B. Về nick số 1 coi nhé. Bài này cũng giải ở nick số 1 rồi. Nhưng mà thầy quên mất rồi. Không biết đáp án là bao nhiêu. Quên mất rồi. 324 là do số nào mũ 2 lên ta? Các em về lại nick 1. 18. Như vậy là x sẽ là 0, 2, 4, 6, 8 cho tới 18 ha. 10 số. Về nick 1 coi nhé, thầy giải kỹ lắm. Bài này cũng vậy. Ồ, toàn gặp bài giải rồi không. 11 x 10 chia đôi 55 cái. Đây là bài toán đá banh nè, bắt tay nè. Nối đường thẳng nè. Toàn câu gặp lỗi. Bài số 2 chắc cũng toàn câu gặp rồi là mệt đó. Ừ. Ước chung lớn nhất. Cái này giải ở nick 1 rồi các em nhé. Ước chung lớn nhất là 6. Chọn thừa số chung là 2 này, 3 này, 2 mũ 1 và 3 mũ 1 là nhân lại bằng 6. Ước chung lớn nhất của 12 và 18 cũng là 6. 12 chia cho 6, 18 chia cho 6. 2, 3, 2, 3, 5, 2, 3, 5. Vậy lấy 2 với 3 đúng rồi. 2 mũ 1, 3 mũ 1. Cái này dùng kỹ thuật trong khóa học V61 thầy đã dạy. Bấm cho nhanh. Mười bốn cái. Số phần tử của tập hợp này cuối chữ đầu chia khoảng cách cộng 1. Một trăm linh một. Điểm A nằm giữa M và B. M B đồng bằng 7.
7 chia 3 là bằng 4. Cái này bấm. Chín nhân tám này x sẽ bằng 3. Này giải ở bài trước rồi, hoặc là dùng kỹ thuật ở trong khoa học V61 cái em bấm luôn là ra liền. Nhưng mà số nguyên tố lớn là 97. Ở nít 1 thầy có phân tích rồi ha, em trở lại nít 1 coi. Giờ chỉ có hai câu lại, hai câu này. Hai số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 156. Ở nít 1 thì giải rồi ha. Nó chính là 15 nhân 16 hay sao? Không phải. 16 nhân 17 thử. Cũng không phải. Mười hai các em, 12 nhân 13 là ra 156, vậy số bé là 12. Số dư của cái này khi chia cho 8. Rồi thầy hướng dẫn giải bài này. E sẽ bằng có 36 số. Giờ thầy cặp 7 mũ 1. Số 7 đầu tiên là 7 mũ 1 đó, cộng cho 7 mũ 2. Cứ cặp theo từng cặp à. 7 mũ 1, 7 mũ 2, 7 mũ 3 cặp với 7 mũ 4. 7 mũ 5 cặp với 7 mũ 6. Cứ như vậy. Cho tới cuối cùng là 7 mũ 35. Đi với 7 mũ 3. 36. Rồi 7 mũ 1 là thầy ghi 7 mũ 1 nhân 1. Đâu chết chóc gì đâu. 7 mũ 2 là 7 mũ 1 nhân cho 7. Còn 7 mũ 3 là 7 mũ 3 nhân 1. 7 mũ 4 là 7 mũ 3 nhân 7. 7 mũ 5 là 7 mũ 5 nhân 1. 7 mũ 6 là 7 mũ 5 nhân 7. Thấy không? Tương tự bên này cũng vậy, nhân 1. Con này là 7 mũ 35 nhân 7. Rồi ta dùng tính chất phân phối đây. Các em lấy 7 mũ 1 ra dùng chung. Ở trong còn 1 cộng 7 ha. Mấy cái kia cũng giống vậy luôn. Này là lấy 7 mũ 3 ra dùng chung. Cái này là lấy 7 mũ 5 ra dùng chung. Cứ như vậy cho tới 7 mũ 35 lấy ra dùng chung, ở trong là 1 cộng 7. Cuối cùng bằng 7 mũ 1 nhân 8 cộng 7 mũ 3 nhân 8 cộng 7 mũ 5 nhân 8 cộng vân vân cộng cho tới 7 mũ 35 nhân 8. Vậy các cái tích này đều chia hết cho 8 nè các em. Đều chia cho 8 hết. Thì tổng các cái số đó cũng chia cho 8 mà. Như vậy cái này là chia cho 8. Như vậy số dư khi chia cho 8 là 0. Người ta hỏi lừa mình đó. Xong các em nhé. Bài thi số 2 xong. Coi có chỗ nào sai không. Sai thì tự các em sửa ha. 201 trừ 1 chia đôi cộng 1 đúng 101. Cái này mấy bài trước làm hết rồi. Coi nộp bài sai thôi. Sao mà sai được. Bài thi cuối cùng. Tìm ô bằng nhau. Cái này đi có vẻ nhanh à. Đi nhanh nha. Ước chung lớn nhất của 19 với 21 sẽ bằng 1. Bởi vì 19 là số nguyên tố, không thể chia cho số nào ngoài 1 và 9 nó được. 2 mũ 2 là 4, 4 mũ 3 là 64. Tìm 64. Đây 64 đây.
phần tử tập hợp, số phần tử tập hợp này thì 5 thôi, đếm thôi. Chỉ là phép đếm thôi mà. Bộ chung nhỏ nhất thì dùng kỹ thuật của khóa học V61 tìm. Bộ chung nhỏ nhất của ông 28 với lại ông 29 là bằng 812, đứng sát đây luôn nè. Rồi dùng kỹ thuật của khóa học V61 tìm nhanh ít của bài đó. Rồi ra rồi, ít sẽ bằng 22. Đây 22 đây. Rồi 5 mũ 2 là 25, 3 mũ 3 là 27. Cái này tính thôi, 2 mũ 2 là 4, đi với 4 nè. 2 mũ 3 là 8, 8 cộng 10 là 18. Rồi hai cái này đi với nhau. Rồi hẹn gặp lại các em ở vòng thi tiếp theo ha. Các em nhớ vào đăng ký kênh và nếu có hứng thú thì tham gia các cái khóa học này. Các em lớp 6 thì nên tham gia, bởi vì chúng ta còn tới 3-4 năm học lận. Học các khóa học này thì sẽ giúp cho các em rất là chắc kiến thức ha, để thi VinBus. Và sắp tới thầy sẽ mở những cái lớp học thêm trên mạng. Bài sẽ gửi theo cái bài học trên lớp của các em. Học tới đâu thì chuyển bài giảng trước tới đó, và các bài tập bổ sung. Hẹn gặp lại các em ở vòng thi tiếp theo, vòng số 9. Trước khi thi vòng trường thầy sẽ ra các cái khóa học để các em rèn luyện ha, cố gắng theo dõi. Bye bye.